Xin chào mọi người CPI của Mỹ sẽ được đẩy ra trong 20 phút Giá Bitcoin ngay bây giờ là 29.500 Nếu nó vẫn giữ được 29.500 xác suất sẽ là lên từ những cái giờ tới đây CPI của cái tháng trước Nghe là cái tháng 6 Ngày tháng 6 Hôm nay là thống kê của tháng 7 Thì tháng 6 là vừa rồi Là 3% Lạm phát 3% Từ 9.1 xuống 3% những cái đợt này cái đợt này để có cái chương trình nó đi là nó để để nó đánh thêm lãi đúng không tăng thêm lãi thì cái nó cần cái CPI của nó nó cần cái CPI của nó cao hơn cái tháng vừa rồi là 3 chấm thì hôm nay mình nghĩ cái con số đâu khoảng cỡ 3.1 3.2 hoặc 3.3 thì nó là vậy 3.3 để anh chi nó nói u lạm vác vẫn còn cao quá nó đang quay đầu lại thì mình phải đạp thêm 25 nữa. Đạp thêm 25 nữa tháng kế tiếp. Để đánh vỡ hết tất cả những nhà băng truyền thống. Để những nhà băng lớn năm cái nhà băng lớn á nó vô nó mua hết, Fed mua vô hết, mua hết. Ok, thì cái chương trình lớn người ta đi là vậy. Chủ yếu là làm bạn nghèo 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 nghèo. Và những cái nhà băng truyền thống là những cái nhà băng mà bạn có thể vay mượn được bằng mượn tiền để mua nhà. Ok, bằng mượn tiền để mua xe. Bạn mượn tiền để ra làm ăn thì nó là vậy. Ok thì đó là một cái chương trình lớn hơn. Khoảng 3.1 từ 3.1 tới 3.3 uh, CPI hôm nay. Ok, hôm nay. Uh, thì đó là cái suy nghĩ của mình. Về giá của Bitcoin nếu nó vẫn nằm trên được 29 29.500 thì xác suất là nó sẽ lên lên nhiều hơn xuống. Ok. Uh, về uh, về à, để mình chút xíu mình cho bạn thêm vài thông tin nữa rồi sau đó mình sẽ kết thúc ok ok và không chỉ vậy cho những cái người mà đăng ký cái nền tảng này để nhận tín hiệu thì rõ ràng mặt đã biết nha vừa rồi nó đã đánh vỡ vừa rồi nó đã đánh vỡ cái con giá đó và nó hồi lại thì ngay bây giờ nó phải lên cái con giá đó lại 29.000 chấm chấm cái okay. phải nằm ở trên cái con giá đó từ 5 tới 8 giờ hoặc hơn thì cái thì mình mới gặp được những cái con giá ngon lành hơn. Nha, yeah. thì cái đó gọi là cái móc nó phải cắn. Nó phải cắn. Hôm nay rõ ràng là CPI ra hợp phải hơn hơn cái tháng 6 vừa rồi. Nhưng lại ok, cái trò chơi nó là ngược lại vậy. Thông tin tốt xảy ra, giá xuống. Thông tin xấu xảy ra, giá lên thì xác suất mình vẫn nghĩ như vậy cứ nghĩ là hôm nay là ba chấm mấy từ ba chấm nó lên lại ba chấm mấy thì đó là một cái thứ không tốt đúng không không tốt nhưng mà lại giá lại nó lại lại đi ngược lại ok thì cái trò chơi nó là vậy làm sao để thắng 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 những người nhỏ và lẻ Những con tép con tôm ở ngoài xã hội thì đó là cái trò chơi của những con con cá voi cá heo và những quy lớn ok um, có thể là nó rửa 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 có thể là Ngày hôm nay có thể là cái râu nghe nó quất xuống rồi quất lên nhưng giá vẫn là lên. Ok, lên lên và lên. Ok, hoặc lên rồi xuống rồi lên lại. Ok. Tùy theo nhưng xác suất vẫn là lên, lên nhiều hơn xuống. Nếu nó giữ được trên 29.500. Xin chào mọi người.